Rồi. Một năm nữa à. Một năm nữa cho các anh chị quay lại nha. Đây trồng cát không? Có thấy cái được không? Chấm trước đi. Chấm trước đi nha. Mấy gốc có đẹp đấy chứ. Nguyên vườn hả con? Dạ. Quá trời nở trên một vườn luôn mà. Anh Đức thấy cái đó được không Đức? Đó. Cái đó hả? Dạ. Vườn này chăm sóc hơi kỹ hơn xíu. Quá đẹp.